Nếu như anh em đang cần tìm một giải lập chơi game trên PC vừa nhẹ vừa mượt lại còn có thể auto như thế này thì hãy tải luôn LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nhá. Hôm nay nhiệt miệng quá định không làm video nhưng mà thôi, vẫn phải lên một cái anh em ạ. Nhớ anh em quá trời luôn. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước sang ngày thứ 3 trong cái sự kiện sinh nhật anh em nhá. À, có một cái dương chọn linh thú. Ôi. Để mở xem được cái gì anh em ơi. Hóng phết đấy. Tôi mở mấy cái dương này trước đã. Lần lượt cái gì cũng sẽ được mở nhá. Ô, cái dương cái lạc lối đâu đây à? Ôi giời. À. Em này may quá mình chưa có. Ghép luôn đấy. Biết cả là với is ghép luôn. Đây, cắp kiếp các kiểu con đà điểu, chặt cây thôi anh em ơi. À, vé khiêu chiến này à? Đây từ hôm qua đấy. Ok, múc luôn. Làm vài phát khiêu chiến nhờ. Tiếp tục đi. Tao mà hôm qua đánh vèo phát nhanh ra mấy cái vé khiêu chiến thế. Ok. Ok. Ăn luôn nhỉ. Đơn giản. Rồi. Mấy bố này thì cũng easy thôi. Easy thôi. 6 ức à? Càng đấy. 2,44 ức này. Pop. Pop. Pop pop. Ôi dạ, bố này tỷ lệ này, à, kháng choáng cao phết nhỉ. Tiếp theo 2,59 này. Lụng luôn nhỉ. Lụng luôn nhỉ. 3,57 để chơi luôn này, anh em tin là ăn được không? Ui dồi, chưa không choáng, à mày quá, choáng. Choáng. Rồi. Nếu như cái đấy không có suy yếu linh thú là mình lụm lúa liền. Thắng ngay. 3,46 này. Tóm nào tầm 4 nước không nhỉ? Đánh thử một ông 4 nước xem tình hình như thế nào. Liệu rằng có đánh vượt lực chiến được hay không? 3,28. Chơi được. Không có tốc độ x4x5 nhỉ? Ok, xong. Tiếp tục 3,57 này. Ơ vẫn ông lúc nãy xào chứ. Ông này chơi kháng né luôn. Công nhận là môn phái né vẫn là một trong những môn phái phổ biến anh em nhá. Một. À cái hiện ra ông đấy liên tục nhỉ. Liên tục. Mặc dù là có giảm sát thương cuối khá nhiều nhưng mà cao, không ăn thua. Ok la. Rồi, chặt cây đó. Tiếp tục. Ồ, 16 bình à. Thế là chỉ còn hơn 2 ngày nữa thôi là mình sẽ lên được cây 16 à. Ngon đấy. À, để mình check qua một chút lễ mừng nửa năm xem nào. Xem tình hình là anh em ơ. Ê. Đồng hành. Đây rồi. Thả thôi. Anh em chơi sự kiện này đến đâu nhỉ? Phúc Duyên là nhận luôn này. Nạp băng. Ê à. Băng mình 6 ông nạp rồi cả. Căng ấy. Chắc là mấy ông hết thẻ tháng rồi ấy. Rồi hoa đào vạn dặm. Hoa đào vạn dặm. Lại tiếp tục rồi, hôm qua là đến 800 rồi, hôm nay lên 1200. Quà đây. Luôn. Đấy rồi. Tự nhiên luôn. Rồi, ô. Cái đầu tiên này thì nhiều phết rồi. Cái ở giữa này ít này. Bình xanh này có vẻ là ít hơn này anh em này. Hay bị thọt cái bình xanh này. Nếu như dùng cái kia là dùng vào bình xanh là hợp lý này. Ok. Cái này xem nào. Bình này có mỗi bình. Không nhiều nhận gì anh em ạ. Nhận. Ôi xì bà, cảm ơn anh em nhá. Ôi. Tuyệt vời quá là tuyệt vời quá. Tặng lại thôi. Thế nhờ mình làm quái thì có mảnh gì đâu nhỉ. Quà này. Nhận. Ôi anh em ơi, mình vẫn bị thiếu anh em ạ. Ủa, mình thừa mảnh gì ấy. Kép. À đây quà trên này quên. Tặng. Mình làm deck thì có Tinh Trần VS tặng luôn này. Mảnh 1. Mỗi loại có 2 mảnh thì mới được tặng, nhưng mình làm gì có mảnh gì đó. Ôi anh em cứu ấy. Mình còn 1,5,6,9 này. Anh em nào dư cho mình xin cái đi. Ờ lười chơi sự kiện quá, anh em vào tặng phát đi. Ảo ma Canada luôn nhỉ. Rồi. Làm tạm thế anh em ạ. Thế thôi. Chủ yếu làm video lên xin mảnh mà. Ôi giời. 200 này. Vận may. Ủa. Liên quan cái gì đây? Tầm bảo. Chia sẻ một phát. Hai tầm bảo thôi. 1 2. À ra cái mũ. Ồ, cam luôn à. Được nhỉ.
Ui, ra cái nữa luôn này. Có vẻ là xịn sò có bò, mình vừa ra cái nào, không phải cái này. Cái này, HP à? HP thì không khoái lắm. Cái này là công 3% này. Còn luôn này. Cái này là HP công 2% này. Lụm liền. Cái này là tăng sao à? À không, cái này cũng là tăng ấy cơ. Liên kích á, thì thôi. Kích cóc chơi. Cái này tăng cái gì? Kháng liên kích. À nhưng mà cái này là tăng sao? Ok. Cái này là kháng né. Ơ được, kháng né được. Cái này là tăng sao, ok ok. Được tăng sao xem nào. Kích hoạt luôn này. Ồ, lên 3.7 ức rồi anh em ơi, tuyệt vời quá. Rồi, con cóc ghẻ này cho mày bay màu luôn. Rồi, hòm hòm như vậy anh em ạ. Nhận cái thẻ tháng cái. Ôi, mỗi lần vào thẻ tháng nhìn nó vơi đi từng ngày đấy, đếm ngược từng ngày, cảm thấy thật là đau lòng, xót xa quá anh em ơi. Tầm bảo 7 lần. 7 lần à? Thiếu 3 lần nữa. 1, 2 và 3. Thế thôi, đơn giản như đan rổ. Xong. Có bao nhiêu rồi? 9 à? 9. Ồ, sắp xong rồi. Sắp ok la rồi anh em nhé. Luân hồi điện, gói thần thông. Cái qua một chút xem nào. Thần thông quảng đại. Một. Free. Ô, 150 à? 150 thì không đủ x10 phát rồi. Cày thế. Bực thực sự luôn anh em ạ. Yên hữu này. Xong. Xong ấy. Đơn giản. À đúng rồi, còn cái tông môn nữa chứ. Tông môn 1, 2. Để đi em ơi. Tốt nghiệp đi. Rồi, phần trăm thể lực nữa. 5 con này không biết được con nào dòng vàng giết các kiểu không. Trời ơi, vừa nói xong thì toàn dòng cùi bắp anh em ơi. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. U là trời. Có hết cái đống này thôi. Hết. Để dành cái đấy lúc nào có sự kiện thì lại chơi tiếp. Đồng hành kiếm được tí đào anh em ạ. Mình bừa đi mấy con này cùi mà. Mấy con này cùi mà. 20 đào. Ui. Thế chết rồi. Mấy ông trong server cùi thế. Mình đã cùi rồi mấy ông còn cùi hơn. Đồng hành tiếp. Tiếp tục. Ồ, mình có cả một lô, một lốc mình chưa đồng hành này, ảo thật đấy. Đây rồi. Bảo sao thò lực chiến thế. Lại. Cộng 4, toàn cộng 4 nhỉ. Con nào ngang tầm với mình vậy. Tiếp tục. Vu Minh không, ui dây. Như kiểu là mấy con boss vậy. Hoặc là mấy ông kia chơi không đổi tên này. Ảo thật. Đây đủ này, vẫn may này. Nhận x10 phát đi. Bla bla. Không được rồi, có 100 đào thôi anh em ơi. Đấy, giảm xem còn bao nhiêu. 2 ngày 21 giờ thôi anh em nhé, cố lên. Tiếp tục là chan áo hải anh em ơi. Nhìn chung một ngày thứ 3 này có một cái dương pet. Tùy chọn đi kia thì ngốc an nhầm. Ok, tiếp tục là ngày thứ 3 anh em nhá. Lên tí bạo kích này. Rồi né phản công hút máu. Ồ, làm tí hút máu đấy. Hợp lý luôn, theo đúng quy trình anh em nhá. Nhìn chung là ngày thứ 3 này mình thấy là có cái pet tựa là ngẫu nhiên thì cũng không ăn thua cho lắm anh em ạ. Đó anh em thấy không, có tí hút máu và nó khác bọt ngay chứ. Đâu nhỉ? Đấy rồi, mấy con này. Mấy con cùi bắp này, đấy. Anh em thấy không? Hút máu ác liệt luôn ý. Rồi, tiếp tục nào. Tiếp tục nào. Mày vào đây, mày bơi vào đây. Rồi, liên kích bạo kích. Xong lại có combo hút máu nữa thì sao mà chấm nổi. Rồi luôn. Đó cái chứ. Có thêm chỉ số hút máu là cũng hợp lý đấy. Tí nữa gặp con boss phát thương của nó to. Đấy, thêm 20 điểm rồi. Tuyệt cả là bời luôn. Ủa, ở phần quà đây nhận được những cái gì?
Ồ, nhiều thế. 12 con này là có một cái khung avatar. Kinh đấy. Có thể làm luôn anh em ạ, để nhận thêm một cái khung. À, khóa ớ. Sao cái màn vừa rồi không thấy con boss nào nhỉ? Kim Sa 2.1 này. Uầy, đúng kiểu giống như là bốn thầy trò đi đường tăng đi thỉnh kinh ấy nhỉ anh em nhỉ? Ở đâu? Ở đâu? Rồi. Đâu nhỉ? Đi lớp đó đây đấy. À, quay cờ bìu con lợn của mình nó nhảy vào đấy anh em ạ. Ảo thật, tưởng là kho báu gì đấy. Lên trên này xem nào. Cái túi này cứ tưởng là kho báu lụm được nhưng không lụm được anh em ơi. Cay vãi trưởng. Vịp đấy. Vịp đấy. Rồi có thêm 5 đào nữa này. Rồi. Lụm đi, 597 x 600 rồi. Đấy. Luôn. Ok nha. Rồi. Con này giống con gì trong Pokemon nhỉ anh em nhỉ? Thề trong Pokemon có con giống y hệt con này luôn. Mỗi lần mà gặp con này mình đều nhớ đến cái con Pokemon đấy. Ảo vãi cả trưởng luôn mà mình quên tên này. Quên mất tên con Pokemon. Ôi ơi, gì đấy? Làm gì? Hay làm gì? Hay làm gì? Nhưng mà đa con boss này to nhỉ? Ôi chạy! Được. Kịp. Rồi, mở khóa khu vực mới luôn này. Con vừa rồi thì tốc đánh nhanh hơn nhưng mà chính ra sát thương của nó lại không bằng cái con gấu anh em ạ. Con gấu nó kiểu chậm chậm hơn nhưng mà nó mỗi một lần nó giã vắt nửa cây ấy. Ra nửa cây luôn ấy. Luôn. Rồi. Sao? Ôi, ảo đấy. Giã mày luôn. Túp tiệp, túp tiệp, túp tiệp. Đây rồi. 5 trên 10 đập qua yêu. Đập qua yêu. Ôi, gom tất lên trên này đánh có thể luôn này. Ấy, đông chưa? Ồ, cái này mà anh em bảo nếu như không có hút HP thì làm sao mà chơi được chúng nó đúng không? Đó. Thấy không anh em? Hút nhiều HP kinh khủng luôn. Ủa, đâu rồi? Rồi, gom lại đánh một thể luôn anh em ơi. Lên được chưa? Có luôn này. Tuyệt vời. Ok. Ơ, 2 chấm mấy thì mới mở quà thành tựu. À đây, đánh con này nữa thì phải này. Đánh con này nữa. May à bữa ấy. Luôn. Rồi. Hôm qua là mình chưa chơi cái này. Hôm nay mình chơi một lèo luôn. Cứ chơi một hôm cho nó bắt nghỉ. Hôm bực quách cả trường. Thành tự. Tôi vẫn chưa có bình nốt. Hai con nữa mới mở ra, mở phá cái phần thưởng là nhận bình. Ok là đấy chứ. Nhìn chung là mình thấy ở trong cái tựa game Tiểu Yêu Tầm Đạo này thì có nhiều event, nhiều sự kiện hay. Đấy, nó giúp cho mình đỡ nhàm chán hơn, đúng không? Tuy nhiên là với một người chơi nhiều game và bận rộn như mình thì đôi khi nó cũng phản tác dụng, bởi vì là mình sẽ không chơi hết những cái sự kiện đấy. Ok. Nhưng mình vẫn review để anh em có thể là biết đến những cái sự kiện đấy mà chơi cho đỡ bị thọt nhá. Còn mình thọt hay không thì anh em đừng bận tâm. Đó, nhờ mình thọt thật. Úp đi. Đúng rồi. À ơi, nếu như anh em nào muốn chơi game ở trên PC thì có thể tải cái giả lập LD Player về nhá. Tải về chơi trên PC ok là luôn. Nhớ tải cái LD Player 9 nếu như máy anh em cấu hình cao nhá. Có thể là chơi được một số những tựa game cả đồ họa 3D các thứ ổn áp luôn. Còn nếu như máy anh em cấu hình thấp thì tải cái LD Player 5 thôi. Link tải game. À, tải giả lập mình để dưới phần mô tả nha.